lẩu tự xôi Trung Quốc, nhưng lần này lẩu tự xôi do chính gốc thương hiệu Hadi Lao sản xuất. Lẩu tự xôi sách bò chuyên cho dân ăn nhậu. Nó chả khác gì so với mấy lẩu tự xôi Trung Quốc. Gói này là gói lạc, không tin đúng không? Không phải lạc mà. Nó là cái giống như kiểu snack lúc xoáy. Ngon phết. Ngon lắm luôn. Ôi trời ơi. Ta đã bị chúng nó lừa rồi á. Sách bò, sách bò, sách bò. Củ sen cùng với cả rong biển, lẩu tứ xuyên. Có một cái loại mì gì đó trông rất là giống vắng đậu. Thì ra đây là lẩu bánh đa cua sách bò. Mà sợi mì nó dai này. Ôi trời ơi. 5 phút bắt đầu. Ui, cái mì này như kiểu mì trứng ấy nhỉ. Cay nhưng mà ngon. Ngon lắm. Sách bò này là sách bò thật nha. Thêm một chút củ sen, mộc nhĩ, rong biển, mì váng đậu. Các bạn phải ăn đầy đủ như này nó mới không cay và nó mới ngon, nó mới tôn lên được cái vị lẩu sách bò. Cay quá. Nó ngon lắm, nó ngon là ngon thật. Các cái thứ trong nó rất vừa miệng. Nó có vị chua, có vị ngọt, có vị cay, có cả vị béo bùi. Nhưng mà nó cay lắm. Cuốn ấy, không phải cuốn đúng không? Nhưng mà ngon.